Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Dụng cụ hình gia. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em đó là một cái con máy khoan bê tông 3 chức năng của Detong. Mã của nó là RH2603A ha. Thì đây là thông số của con máy, nó sẽ sử dụng điện áp là 220V và công suất của máy là 1050W, tốc độ đập của búa đó là 5100 vòng trên phút ha. Và cái này thì nó sẽ sử dụng cái đầu chuẩn SF Plus và cái lực đập của nó là 3.2J. Đó, và đây là thiết kế của con máy. Thì anh em có thể nhìn thấy nó sẽ đi kèm cho anh em đó là bao gồm đó là 3 mũi khoan và 2 mũi đục. Một cái 3 mũi khoan là size nó là 8, 10 và 12, và 2 mũi đục là một mũi đục dẹp và một mũi đục nhọn nha anh em. Dây điện của nó là dài 3 mét ha. Đó, đó là thông số của con máy. Và cái sản phẩm của chúng ta sẽ được đựng trong một cái hộp đựng bằng nhựa như thế này, rất là chắc chắn ha. Cái hộp này nó dày lắm anh em. Nó dày và chắc chắn lắm. Rồi, ở đây thì anh em thấy có mũi khoan đi kèm. Và ở dưới này nó cũng sẽ có thêm cái mũi đục. Ngoài ra thì sản phẩm nó sẽ có thêm đó là một cái chụp để hứng bụi này đó, và một cái cây thước đo độ sâu. Ngoài ra thì nó sẽ có kèm theo cho anh em thêm một cặp chổi than nữa nha nè, một cặp chổi than nữa đó. Đó là cái con máy của chúng ta. Bỏ cái hộp vàng bên đây thì anh em lưu ý thì đây là con máy khoan, gọi là khoan bê tông, chuẩn của nó là chuẩn SF nhé, tức là cái chuẩn mũi gà. Em sẽ gắn vào mũi vào cho anh em coi. Đó, này là anh em coi này. Thì mũi khoan của chúng ta nó sẽ có nhiều cái chuẩn khác nhau. Ví dụ như mũi khoan trơn thì anh em sử dụng cái đầu kẹp mà gọi là đầu kẹp khoan, mà khoan 3 chức năng đầu 13 ly á, thì mũi khoan trơn. Còn cái này là khoan SF Plus, người ta gọi là chuẩn SF Plus ha. Thì ngoài ra nó sẽ có thêm những cái chuẩn, ví dụ như chuẩn Head là dành cho mũi đục 17 ly, hoặc là SD Max là chuẩn mũi 5 cạnh ha. Mũi này là mũi 4 cạnh nha anh em. Đó, thì nếu mà anh em nào mà chuyên về xài bê tông rồi thì anh em sẽ biết về các cái loại mũi này ha. Còn nếu mà anh em sử dụng gia đình đó, thì không nên sử dụng những cái máy này, tại vì cái đầu của nó khá là chuyên dụng, nên là cái việc mà anh em sử dụng trong gia đình mà anh em kiếm ra những cái mũi mà đầu gà như thế này, ví dụ khoan gỗ khoan sắt, thì nó rất là khó ha. Rồi, ok, và đây là thiết kế của con máy. Để em rút cái mũi ra. Thì anh em thấy cái đầu của nó là đầu sẽ là đầu chuẩn gài SF Plus. Rồi ở đây nó sẽ có một cái tay cầm ha, và cái thước đo độ sâu anh em sẽ gắn vào trong này. Ở đây thì nó sẽ có cái vòng để chỉnh các cái chế độ. Thì anh em sẽ thấy nó sẽ có là chế độ mũi khoan thì dùng để khoan gỗ sắt nè, tức là chế độ này là khoan không có búa nha anh em. Ví dụ như anh em sử dụng rút lõi đó thì anh em sẽ sử dụng cái chế độ này. Em cắm điện vào chạy máy thử cho anh em coi. Đó, anh em sẽ không có nghe được tiếng búa ha. Ví dụ như em rút lõi rồi thì anh em sẽ sử dụng cái chế độ này nha anh em, chứ không nên sử dụng chế độ này. Chế độ này là chế độ khoan búa. Đó, anh em nghe tiếng máy nó khác nhau. Đó, nên là lưu ý khi mình sử dụng cũng sẽ chọn đúng cái chế độ ha. Rồi, còn cái chế độ mũi xoay này á, tức là chế độ để xoay cái mũi đục dẹp nha. Em hình dung cho anh em dễ hiểu nè. Đó, ví dụ như khi mà em cắm cái mũi vào như thế này mà anh em sử dụng chế độ đục á, sử dụng chế độ đục, thì ví dụ như cái mũi nó nằm như thế này đi thì anh em không có xoay được. Đây, ví dụ em để qua chế độ đục nè, chế độ này chế độ đục nha, và để như thế này thì cái mũi nó không có xoay được nha. Mà trường hợp anh em muốn xoay lại một 90 độ để anh em đục tỉa đó thì anh em sẽ chuyển giùm em qua cái chỗ mũi này, thì lúc này cái mũi nó sẽ xoay được nè. Đó, có cho những anh em này chưa biết nha, xoay được ha. Mình xoay đến cái hướng nào mà mình thấy nó phù hợp đó thì anh em sẽ vặn nó qua chế độ đục, lúc này cái mũi nó sẽ không có xoay được nữa nha. Đó là cái chức năng trên con máy ha. Thì lưu ý là cái chức năng mũi khoan này nè, dùng để khoan gỗ sắt, và anh em rút lõi thì anh em cũng sẽ để chế độ này luôn. Và chức năng này dùng để khoan bê tông, và chức năng này dễ đục riêng, và chức năng này để xoay cái mũi đục dẹp. Rồi, ở trên máy thì nó cũng sẽ có kèm theo cái thông số sản phẩm cho anh em ha. Thì nó cũng giống như cái thông số nãy em giới thiệu thôi. Công suất nè, ở đây nó sẽ có một cái thông số đó là 26 ly, tức là cái khả năng khoan tối đa của con máy này lên tới là 26 ly nha anh em, khoan bê tông á. Nhưng mà thường á, đối với con máy này thì anh em tốt nhất là khoan đâu đó khoảng tầm 15 ly. 15 ly tới 14, 15 ly là tốt nhất ha. Hoặc là anh em nào khoan nhiều lắm là lên tới 17 ly thôi. Còn ví dụ lớn hơn nữa thì anh em nên dùng những con máy to hơn. Đó, tại vì khi mà anh em sử dụng máy thì anh em lưu ý là mình chỉ sử dụng đâu đó khoảng tầm 60% cái khả năng tối đa của con máy thôi. Ví dụ con máy này khả năng khoan tối đa của nó là 26 ly thì anh em cứ tính 60% của 26 ly ha. Thì đâu đó nó sẽ khoảng tầm 13, khoảng 13, 14 ly gì đó là anh em sử dụng nó ok nhất, và cái máy nó sẽ bền.
Rồi cái điểm nổi bật của con máy 2603A này so với những con máy khác đó, anh em thấy nó sẽ có một cái phần giảm chấn, giảm rung ở đây. Tức là khi anh em làm việc với cái máy khoan bê tông á, thì cái việc mà cái máy nó truyền lực lại á, khá là nhiều. Thì cái phần giảm rung, giảm chấn này nó sẽ giúp cho anh em cải thiện được cái việc đó ha. Rồi thì cái đây là một cái thiết kế cũng rất là hay. Đó, thiết kế rất là hay trên cái máy khoan bê tông mà nhiều con máy nó sẽ không có được tích hợp trên cái con này. Đó, cái việc mà anh em sử dụng nặng và anh em khoan thường xuyên á thì nhiều khi nó làm cái tay của anh em rất là mỏi và khó chịu ha. Thì cái này nó sẽ giúp cho anh em giảm bớt cái rung chấn đó. Và ở đây nó cũng sẽ có thêm cái vòng để giảm rung này nè. Thì cái ưu điểm của cái vòng giảm rung này á thì đó là nó sẽ giúp cho anh em làm đỡ mỏi tay hơn. Cái lực nó tác động về nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà nó cũng sẽ có cái nhược điểm, đó là kiểu khi anh em làm ở trên cao thì nó sẽ hay vướng víu một xíu nha. Rồi thì cái với cái vòng này thì nó cũng sẽ có tạo ra cái nhược điểm, đó là ví dụ anh em làm ở trên cao thì nó sẽ hơi bị vướng víu một chút xíu nha. Dây điện rồi nó cái tay của này anh em đưa nó sẽ không có thoải mái bằng đó, nên là tùy vào cái gọi là cái nhu cầu của anh em. Ví dụ anh em mà chỉ làm ở dưới thấp đồ đó, thì cần giảm rung giảm chấn thì anh em sẽ sử dụng con máy này rất là hiệu quả. Còn ví dụ anh em làm ở trên cao thì anh em có thể sử dụng một cái con máy nó cái mẫu 2603B, nó sẽ không có vòng giảm rung này. Đó thì hiện tại là giá của hai con nó cũng bằng nhau nha anh em, nên là anh em có nhu cầu mua con nào cũng được hết. Rồi thì về cái những anh em mà sử dụng con máy này thì đa số là những anh em thợ nha, thợ làm công trình lớn nhỏ gì đó. Còn ví dụ như những anh em nào mà gia đình thì không nên sử dụng máy này đó, tại vì cái máy này nó gọi là máy chuyên dụng luôn rồi. Rồi ok, thì giá bán của con máy này á thì là 1.290.000 ha. Đó thì anh em có thể thấy, nếu anh em nào mà đã sử dụng những cái thương hiệu của Bosch hoặc là của Makita rồi thì cái giá này nó chỉ bằng 1/3 so với cái giá của Bosch hoặc Makita thôi. Em nhớ không nhầm là con máy 2603 con 2603, con GBH2 gạch 26 DRE của Bosch đó, thì giá của nó đâu đó nó rơi vào khoảng tầm bây giờ nó cũng khoảng gần 4 triệu rồi. Đó, trong khi đó con máy này thì hiện tại giá của nó chỉ có 1.290.000 thôi. Thì anh em thấy với cái gọi là những nhu cầu anh em chỉ cần sử dụng một con máy nó vừa phải thì anh em có thể cân nhắc để tham khảo. Tại vì thực ra sử dụng cái công trình, đem đi công trình đó thì cái việc mà dễ mất cũng rất là cao. Thì thay vì anh em mua một con máy với cái giá trị tầm 4-5 triệu á, thì anh em có thể cân nhắc sử dụng một con máy tầm giá như thế này. Đó thì nó cũng sẽ đáp ứng cho anh em được cái công việc trong công trình. Bên cạnh đó là cái việc mà thu hồi vốn của nó cũng rất là tốt nha, rất là nhanh ha, chỉ có 1 triệu mấy thôi đó. Rồi sản phẩm thì nó sẽ được bảo hành cho anh em là 6 tháng, và những anh em đã xài cái con máy này thì em thấy cái việc bảo hành nó cực kỳ thấp luôn nha anh em. Không biết là do anh em ít sử dụng hay sao, nhưng mà cái tỷ lệ mà quay về bảo hành của con này rất là thấp, nên là đây là con máy đáng để cho anh em công trình cân nhắc ha. Rồi giá của nó là 1.290.000 ha. Rồi bên cạnh đó nha, em sẽ có một cái deal khá là tốt khi anh em mua con máy này, thì em sẽ có cái deal giá đó là 10.000 khi anh em mua kèm, tức là một cái cây thước dây và một cái mắt kính ha, mắt kính bảo hộ. Giá chỉ có 10.000 thôi. Khi anh em mua kèm, khi anh em mua con máy này thì em sẽ được mua cái deal này nha. Còn bình thường thì chắc anh em không sẽ không 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 mua được cái deal này. Cái này chỉ có 10.000 thôi. Khi anh em mua kèm cái con máy 2603 A với giá là 1.290.000. Ok ha, thì bình thường cây thước này giá của nó là 50 ngàn, cây kính này thì đâu đó khoảng 100 ngàn, thì cũng đâu đó khoảng tầm 150 anh em. Đó, nhưng mà mua kèm chỉ có 10 ngàn thôi, là trên chẳng giá là 1 triệu 3. Đó, 1 triệu 3 thì anh em sẽ có ba cái món như thế này ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em liên hệ giùm em. Cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.